Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Lâu rồi chúng ta không có dịp gặp lại nhau ha. Thật sự thì cái nội dung của ngày hôm nay á là mình đã soạn khá là lâu rồi. Nhưng do mình có một vài chuyện mình phải dừng lại một khoảng thời gian ấy, nên là tới tận hôm nay mới có dịp ngồi lại và trò chuyện với mọi người. Mình cũng nói thật luôn, cái phong cách làm vlog của mình á là mình sẽ hướng đến sự thành thật. Cái gì mình làm thì mình sẽ nhận, cái gì không phải mình làm hoặc là mình tham khảo thì mình sẽ nói rõ trong clip là mình tham khảo. Nên là ba cái phương pháp này là mình dựa vào cuốn sách mang tên là Sang chứng tâm lý, hiểu để chữa lành của tác giả Beethoven Decode. Những cái phương pháp chữa trị này cũng đã được áp dụng thực tế trên bệnh nhân. Và mình chia sẻ với tư cách là một người thích đọc sách. Khi mà chọn tìm đọc quyển sách này, đây là một mà mình mong muốn tìm hiểu nhất. Đó là cách chữa trị sang chứng tâm lý, để mà có thể tìm hiểu và chia sẻ cho mọi người. Lưu ý, đây là một vấn đề bệnh lý. Nếu mà bạn đang gặp phải tình trạng tương tự như vậy thì vẫn nên đến gặp, thăm khám những vị bác sĩ có chuyên môn. Những cách mình chia sẻ dưới đây, mình rất hy vọng là có thể giúp ích cho bạn. Ok, giờ thì vào chủ đề chính của ngày hôm nay rồi. Sang chứng tâm lý là vấn đề mà bệnh nhân bị mắc kẹt trong quá khứ, dẫn đến không thể sống trọn vẹn ở giờ phút hiện tại, không thể cảm nhận 100% mọi thứ xung quanh. Cách đầu tiên đó là hãy viết cho bản thân. Một vấn đề nảy sinh khi mà nạn nhân bị sang chấn đó là họ sẽ không thể diễn đạt được cái ký ức tồi tệ của họ, do khu vực ngôn ngữ của bộ não ngừng hoạt động. Thế là họ sẽ không biết nói gì, cho dù họ có cố gắng diễn đạt thì người đối diện cũng sẽ không thể nắm được cái ý mà họ muốn truyền tải. Để khắc phục sang chấn, bạn cần được hỗ trợ kết nối lại với cơ thể, cảm nhận lại được cảm xúc của bản thân. Ngoài là một tí, đối với những người bình thường khi mà trải qua một cái sự kiện không vui, một cái sự kiện tồi tệ thì họ đi ngủ, sau một giấc ngủ sau họ vẫn nhớ cái ký ức khiến họ không vui đó, nhưng mà cái cảm xúc tiêu cực nó đã tan biến, hoặc là nó không ám ảnh họ tới mức mà họ bị mắc kẹt vĩnh viễn trong cái viễn cảnh đó. Đó là do giấc ngủ REM, Rapid Eye Movement, kiểu ngủ mà di chuyển mắt nhanh á, có cái chức năng hồi phục đó. Tuy nhiên á, đối với bệnh nhân PTSD, bệnh nhân sang chứng tâm lý ấy, do thường xuyên gặp ác mộng nên ở họ có lượng noradrenaline. Trời ơi, tôi phải cầm sai rồi. Mấy cái thuật ngữ này nó không có xuất hiện phổ biến trong đời sống á, nên là mọi người thông cảm cho mình nha. Noradrenaline. Do hệ thần kinh tiết ra cao hơn bình thường, dẫn đến là họ không thể duy trì cái kiểu ngủ REM này. Khi thực hành phương pháp viết tự do, hãy viết điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của bạn. Bạn nhìn vào một thứ gì đó, chẳng hạn như một cái thìa, những cái ký ức tươi đẹp liên quan tới cái thìa sẽ xuất hiện, như là hình ảnh người mẹ cầm cái thìa đó múc cháo cho bạn ăn. Cũng có thể là những cái ký ức tồi tệ, như là người cha cố tình bạo hành bạn bằng cái thìa chẳng hạn. Hãy cứ viết ra, đừng gạch bỏ, hãy cứ viết tất cả ra và sau đó hãy đọc lại. Trong sách thì nó không ghi cụ thể là mình sẽ thực hiện cái phương pháp này trong vòng bao lâu. Nhưng mà cá nhân mình thấy bạn cứ thực hành và biến nó thành một cái thói quen trong cuộc sống cũng rất là hay ho chứ. Bạn dần sẽ hiểu bản thân mình hơn nè, dần có thể chạm sâu tới những cái cảm xúc của chính bản thân mình. Chẳng hạn, bài kiểm tra năm 1986 khi mà ông James Pennebaker đã chia nhỏ lớp nhập môn tâm lý học của mình thành 3 nhóm. Nhóm đầu tiên thì sẽ viết về những cái sự kiện diễn ra trong cuộc sống của họ. Nhóm thứ hai sẽ kể chi tiết cái sự việc khiến họ sang chấn. Và nhóm thứ ba sẽ nói về cảm xúc của bản thân khi mà trải qua một cái sự kiện sang chấn. Tất cả đã viết liên tục 15 phút trong vòng 4 ngày liên tục, khi mà họ đã được sắp xếp ngồi một mình, không ai quấy nhiễu, trong một căn phòng nhỏ. Sau đó nhóm nghiên cứu đã so sánh số lần đến bệnh viện vào trước và sau khi thực hành thí nghiệm của nhóm sinh viên. Kết quả cho thấy là nhóm 3 có số lần đến bệnh viện giảm 50% so với hai nhóm còn lại. Việc viết ra suy nghĩ và cảm xúc thì giúp cải thiện tâm trạng nè, mang lại một cái thái độ tích cực nè. Từ đó thì sức khỏe tinh thần lẫn sức khỏe thể chất cũng tốt hơn. Sau đó thì ông cũng đã thực hiện một cái thí nghiệm khác và cho ra một cái kết quả tương tự. Người viết về cảm xúc sau một cái trải nghiệm sang chấn thì có sức khỏe tốt hơn, hệ miễn dịch cũng được cải thiện hơn, được đo bằng tần suất hoạt động của tế bào lympho T. Tế bào đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch của cơ thể. Một điều
khiến mình rất là thích cái phương pháp này á, đó là nó dễ thực hiện. Có thể thực hiện bất cứ đâu, chỉ cần một cuốn sổ và một cây viết. Tính ra thì bản thân mình không cho nó là một phương pháp chữa bệnh luôn ấy. Mình xem nó như là một cái cách để mình có thể hiểu bản thân hơn. Từ đó có thể kết bạn với chính mình. Phương pháp thứ hai đó là tập yoga. Những người bị sang chấn tâm lý thường sẽ phản ứng thái quá với những cái kích thích nhỏ. Các phương pháp khoa học cũng đã khẳng định, cũng đã xác nhận rằng á, bằng việc thay đổi cách thở cũng cải thiện các vấn đề liên quan đến cảm xúc như là tức giận nè, trầm cảm nè, lo lắng nè. Việc chú ý tới hơi thở thì rất là ít người quan tâm tới vấn đề này. Đối với những bệnh nhân sang chấn tâm lý á, thì lại hầu như họ không nhận thức được cái vấn đề này luôn. Chính vì vậy á, việc tập trung vào hơi thở nhanh và chậm, vào và ra, và đếm số nhịp thở ở những cái động tác nhất định, nó là một bước quan trọng luôn. Nhấn mạnh về những khía cạnh của bệnh nhân sang chấn thì đối với những cái động tác như là động tác thư giãn, ngửa lòng bàn tay, cánh tay, chân, thì thay vì thư giãn á, thì tác giả và đồng nghiệp của ông đều ghi nhận cái tình trạng căng cứng cơ ở các bệnh nhân sang chấn tâm lý. Cơ của họ thì luôn ở chế độ phòng thủ. Những buổi học đầu tiên đối với những bệnh nhân sang chấn thì rất là khó khăn và đầy thử thách. Đối với những cái động tác giãn những bộ phận nhất định trong cơ thể, cảm nhận cách cơ thể được giãn ra, được tác động mà là nơi vốn bị mất kết nối với những bệnh nhân trước đó, hoặc cũng là nơi ẩn chứa những cái ký ức sang chấn, như là cái động tác mà giãn phần khung xương chậu. Đối với những cái bệnh nhân bị tấn công tình dục thì họ sẽ hoảng sợ một cách tột độ, thậm chí là bỏ cuộc ở những lần thử đầu tiên luôn. Nhưng mà kiên trì thì luôn là chìa khóa của sự thành công. Những bệnh nhân thì luôn có những phản hồi tích cực sau những buổi học. Và đến với cách mình cảm thấy là ấn tượng nhất trong quyển sách, đó là tái cấu trúc bản đồ tâm trí. Việc tái trải nghiệm một sự kiện trong quá khứ tại một nơi có tính khuyến khích an toàn cao thì cho phép bạn cảm nhận lại, đồng thời được phép nói lại những gì mà bản thân chưa thể nói được trong giờ phút định mệnh đó. Đối với phương pháp này thì cần sự giúp đỡ của nhiều người, của một hội nhóm, mà chắc là mình xin phép nói ý thôi nha. Nếu mà mọi người muốn biết thêm chi tiết thì mọi người có thể tìm đọc sách ở trang 413 trở đi. Do nó cũng khá là dài, thời lượng video không cho phép nên là mọi người thông cảm cho mình ha. Ở phương pháp này, bệnh nhân họ sẽ là diễn viên chính. Một người tuyên bố đóng vai trò như người quản trò dẫn dắt câu chuyện vậy. Người tuyên bố sẽ thông báo nét mặt nè, cử chỉ nè, hành động nè, biểu cảm cảm xúc của diễn viên chính. Và những người còn lại có thể vừa là trợ diễn, vừa là khán giả. Giả sử họ bị người cha ngược đãi lúc còn nhỏ, thì ở lần tái trải nghiệm này, họ sẽ nhìn vào đám đông và ngỏ ý một người bất kỳ làm người cha thực tế của họ, tức là người cha đã bạo hành họ lúc còn nhỏ. Người này sẽ được người tuyên bố đưa cho lời thoại: "Tôi, Nguyễn Văn Bơi, sẽ làm người cha thực sự của bạn. Người đã khiến bạn sợ khi còn nhỏ." Và sau đó, người tuyên bố sẽ khuyến khích cả hai có sự tương tác ánh mắt cùng với nhau. Bổ sung thêm, cái lợi của phương pháp này đó là bệnh nhân hoàn toàn ý thức được cả quá khứ và hiện tại. Tức là họ vẫn ý thức hiện tại họ đã là người lớn, nhưng mà họ vẫn cảm nhận chân thật sâu sắc được cái cách hành xử của mình lúc còn nhỏ. Và sau khi hỏi về cảm nghĩ của họ, thì họ sẽ được ngỏ ý chọn trong đám đông một người nữa. Người lần này sẽ là người cha lý tưởng của họ. Tương tự, tôi, Trần Văn Sơi, sẽ là người cha lý tưởng của bạn. Người luôn yêu thương và sẽ không bao giờ làm cho bạn sợ. Cuối cùng, trước khi xả vai, ông Trần Văn Sơi, người cha lý tưởng, sẽ khẳng định lại một lần nữa tình yêu thương đối với nạn nhân. Sở dĩ có người tuyên bố về một cái nghiên cứu thần kinh đã chỉ ra rằng khi mà một người á được nghe những cái tuyên bố phản ánh trạng thái bên trong của họ thì hạch hạnh nhân của họ sẽ sáng lên, như là để nhấn mạnh tính chính xác của phản xạ. Ok, đó là ba cách mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Vẫn còn nhiều cách khác mà nếu mà bạn hứng thú thì bạn có thể tìm và đọc sách ha. Cảm ơn bạn vì đã để mình tạo ra một vài khác biệt nhỏ nhoi trong cuộc sống của các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.